Trải nghiệm xe thang thoát nạn nhà cao tầng, thoát nạn trong không gian tối có nhiều khói, tham gia cầm vòi chữa cháy trực tiếp. Đó là một trong rất nhiều trải nghiệm thú vị dành cho các em thiếu nhi trong chương trình Em làm lính cứu hỏa được Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn tổ chức. Qua đó góp phần tạo nên một sân chơi thú vị cho các em nhỏ trong mùa hè, đồng thời giáo dục kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khi có các tình huống xảy ra. Mặc dù thời tiết khá oi bức, khoác lên mình những bộ đồ của lính cứu hỏa càng nóng hơn, nhưng gần 70 em nhỏ trong độ tuổi từ 5 đến 14 tuổi trên địa bàn thành phố Huế đều rất hào hứng tham gia chương trình. Tại đây, các em học sinh được cán bộ chiến sĩ giới thiệu về lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công việc hàng ngày của một lính cứu hỏa, giới thiệu các trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, cách thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Lần đầu được biết đến công việc của người lính cứu hỏa khiến những chủ lính cứu hỏa nhí rất thích thú, hào hứng. Con thấy chương trình rất vui, sau chương trình con có thể xử lý những đám cháy nhỏ. Con những đám cháy lớn con sẽ gọi người lớn hoặc 114. Hôm nay tham gia chương trình con thấy rất là vui, để con học được cách phòng tránh đuối nước, phòng tránh giật điện và thoát nạn khi có cháy. Với nội dung thiết thực và sự hướng dẫn chú đáo nhiệt tình từ những cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn, chương trình đã nhận được sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và học sinh bởi những kiến thức, kỹ năng phòng vệ cơ bản trong hỏa hoạn mà các em được tiếp thu. Đây là chương trình mà vui, bổ ích, an toàn, lành mạnh cho các cháu trong dịp hè sau một thời gian học tập vất vả. Tôi rất muốn các con của mình sẽ được tham gia nhiều chương trình khác để các con trải nghiệm được nhiều hơn. Cháu được học ở đây thì được trải nghiệm ở đây thì cháu sẽ được rèn luyện thêm rất nhiều kỹ năng, được mạnh dạn hơn và trong cái khả năng hành trình hoàn toàn độc sống của mình. Cái thứ nhất là cái môi trường để con trải nghiệm là phải an toàn. Cái thứ hai là những cái kỹ năng mà con học được, con trải nghiệm được là nó có thể áp dụng được vào trong cuộc sống của nó. Còn có thể tự xoáy sở được nếu như gặp những cái tình huống gia đình như vậy có thể xảy ra. Em làm lính cứu hỏa là chương trình được Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn duy trì tổ chức từ đầu mùa hè, giúp các em được tham quan tìm hiểu công việc của người lính cứu hỏa, cung cấp cho các em những kỹ năng cơ bản để xử lý thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra. Đồng thời, qua chương trình này góp phần tuyên truyền, tác động sâu rộng đến nhận thức của các em học sinh, phụ huynh, giúp các em hiểu rõ hơn về công tác phòng cháy chữa cháy, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với hoạt động phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân, gia đình. Mục đích của chương trình trải nghiệm Em làm lính cứu hỏa nhằm tạo sân chơi bổ ích trong mùa hè cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đối với các em học sinh lứa tuổi này thì nhận thức các em còn hạn chế so với độ tuổi người lớn, nên đòi hỏi báo cáo viên cũng như các huấn luyện viên phải truyền đạt những kiến thức cơ bản nhất, dễ hiểu nhất, dễ thực hành để các em nhìn nhận nhanh nhất và từ đó các em thực hành khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Với hoàn cảnh xã hội hiện nay, việc các em nhỏ thường xuyên phải ở nhà một mình khi bố mẹ đi vắng, dễ đối diện với những hiểm họa xảy ra, thì việc trang bị cho trẻ những kỹ năng sống cơ bản và cần thiết nhất trong cuộc sống là điều rất quan trọng. Cùng với đó, bằng những trải nghiệm cụ thể cũng đã có phần giúp các em ấp ủ, hình thành những ước mơ, trở thành những công dân có ích trong tương lai.